Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, sáng nay 18 tháng 8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 năm 2024. Chuyến thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Vào 9 giờ 27 phút giờ địa phương ngày 18 tháng 8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân. Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Về phía Trung Quốc có các đồng chí Vương Vĩ Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, Tôn Chí Dương, thị trưởng thành phố Quảng Châu, Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có các đồng chí Phạm Sao Mai, đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc và phu nhân, Nguyễn Việt Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu và phu nhân, cùng một số cán bộ Tổng lãnh sự quán và bà con cộng đồng tại Quảng Châu. Sân bay quốc tế Bạch Vân rực rỡ quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ Trung Quốc, hai hàng tiêu binh dọc hai bên thảm đỏ. Đồng chí Vương Vĩ Trung cùng các quan chức tỉnh Quảng Đông nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Theo chương trình, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến công viên nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, dâng hoa tại mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, thăm khu di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại khu vực cửa khẩu quốc tế hữu nghị Việt Nam, hữu nghị quan Trung Quốc. Mục tiêu của đề án là xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089. Phấn đấu xây dựng Lạng Sơn sớm trở thành một trong những trung tâm đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm của vùng Đông Bắc, đồng thời là cửa ngõ quan trọng thông thương hàng hóa của các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc và các nước khác. Phấn đấu đến năm 2030, nâng cao năng lực thông quan gấp 4-5 lần so với thời điểm hiện nay. Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 tăng từ 800 xe một ngày lên 3.000 đến 3.500 xe một ngày. Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 tăng từ 400 xe một ngày lên 2.000 đến 2.500 xe một ngày. Nửa cuối tháng 7, xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 37,17 tỷ đô la Mỹ. Nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng lên hơn 440 tỷ đô la Mỹ. Từ nay đến cuối năm, nếu giữ vững con số 70 tỷ đô la Mỹ trong một tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước có thể đạt 790 tỷ đô la Mỹ, là con số kỷ lục từ trước đến nay. Dự báo này được cho là khả quan khi thời điểm cuối năm, nhu cầu hàng hóa của hầu hết các thị trường đều tăng, đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu tăng lên. 6 tháng đầu năm, Hàn Quốc đã chi hơn 164 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 4.100 tỷ đồng để mua rau quả từ Việt Nam, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc là thị trường lớn thứ hai chỉ sau Trung Quốc trong việc nhập khẩu rau quả của Việt Nam, chiếm khoảng 5% tổng thị phần xuất khẩu rau quả. Ba mặt hàng nông sản chính đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc gồm chuối, xoài và hạt mè. Ngoài ra, các mặt hàng khác như thanh long, dưa hấu, nấm hương, sầu riêng và dứa cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ từ 40% đến 217% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cục Hàng hải Việt Nam, sau một thời gian tăng giá mạnh, giá cước vận tải container quốc tế bắt đầu giảm dần từ đầu tháng 7 đến trung tuần tháng 8, giá cước đã giảm trên tất cả các tuyến. Giá cước giảm mạnh nhất là trên tuyến châu Á đi bờ Tây nước Mỹ. Tuyến châu Âu giảm khoảng 20-30%.
Mức giá trên các tuyến vận tải khác cũng giảm khoảng từ 15 tới 25%. Dự kiến giá cước vận tải biển sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do một số tác động tích cực từ thị trường và hiện tượng tắc nghẽn tại một số cảng lớn không còn xảy ra. Cũng theo Cục Hàng hải Việt Nam, trong khi giá cước vận tải giảm, sản lượng hàng hóa vận tải biển đang có dấu hiệu tăng trưởng. Trong 7 tháng của năm 2024, sản lượng đạt gần 500 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Tạo việc làm cho lao động là cơ sở nâng thu nhập, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động. 7 tháng qua, sản xuất công nghiệp của Hậu Giang tăng trưởng tích cực, doanh nghiệp trong tỉnh chuẩn bị cho đơn hàng cuối năm nên nhu cầu tuyển dụng lao động lớn. Ngoài mức lương cơ bản, các doanh nghiệp có những chính sách đãi ngộ giữ chân người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lạc Tỷ 2 sản xuất giày cung cấp cho thị trường châu Á, châu Mỹ và châu Âu. Từ nay đến cuối năm, công ty cần tuyển 2.000 công nhân may và lao động phổ thông để đáp ứng nhu cầu sản xuất các đơn hàng phục vụ lễ hội trong năm ở các quốc gia. Hiện tại thì công ty đang mở rộng sản xuất, thì dự kiến từ đây cho tới cuối năm thì công ty tuyển khoảng 2.000 người. Thì đối tượng hiện tại thì công ty cũng không có yêu cầu về kinh nghiệm. Thì đến với công ty thì công ty cũng sẽ có những cái chương trình và đào tạo để cho những người chưa có kinh nghiệm có thể làm được những cái công việc. Thì đa phần những các công việc trong công ty là những cái công việc giản đơn. Còn đối với những người mà đã có kinh nghiệm thì đến với công ty thì họ cũng sẽ được ưu đãi về những cái tiền lương và những cái chính sách. Để thu hút lao động, công ty hỗ trợ tiền nhà trọ cho lao động ở xa công ty từ 35 cây số và mỗi ngày có hơn 20 chuyến xe đưa rước công nhân từ nhà đến nơi làm việc. Qua đây giúp công nhân tiết kiệm chi phí và an tâm gắn bó với công ty. Để tăng cường kết nối cung cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hậu Giang hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động. Từ đây đến cuối năm, Trung tâm dự kiến tổ chức 40 phiên giao dịch việc làm tại các huyện kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp. Hiện nay thì chúng tôi tổ chức các cái sàn giao dịch việc làm cho cái người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm, thì chúng tôi cũng có lịch quá hàng tháng thì có trên 3 sàn giao dịch việc làm mà chúng tôi gửi cái thông tin về tổ chức sàn giao dịch việc làm cho người lao động cũng như là doanh nghiệp được biết để mà bố trí cái thời gian đến dự các cái sàn giao dịch việc làm để tuyển dụng giữa doanh nghiệp với người lao động. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, tiền lương bình quân của người lao động trong tỉnh đạt hơn 6 triệu đồng một người một tháng. Đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động phối hợp với các công đoàn cơ sở trong tỉnh xây dựng 95 mái ấm công đoàn, tổng trị giá gần 5 tỷ đồng để người lao động an cư, lạc nghiệp. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, thực hiện dự án sửa chữa bổ sung tín hiệu với 566 đường ngang có người gác, thời gian qua đã có hơn 300 đường ngang được bổ sung tín hiệu để gia tăng an toàn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn thiếu khoảng 400 tỷ đồng nữa để bổ sung tín hiệu 184 đường ngang hoàn thành trong năm 2025. Năm 2021, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện. Theo đó, đã có 382 đường ngang được bổ sung tín hiệu với kinh phí 600 tỷ đồng từ nguồn vốn hoạt động kinh tế đường sắt. Hiện đã có trên 100 trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024. Ghi nhận chung từ các trường cho thấy điểm chuẩn năm nay tăng so với năm 2023, trong đó có những ngành tăng gần 5 điểm. Hầu hết các ngành năm nay đều tăng điểm chuẩn. Mức tăng ít hơn ở các ngành trường top đầu vốn đã có điểm chuẩn cao từ năm ngoái và tăng mạnh hơn ở các ngành trường top trung. Việc điểm chuẩn đại học năm nay tăng là điều được dự báo trước, ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khi đề thi năm nay được coi là tương đối dễ thở. Đề thi môn ngữ văn được coi là trúng tủ. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn cuối để các trường công bố điểm chuẩn là 17 giờ chiều mai, 19 tháng 8. Tiếp sức đến trường hay chắp cánh ước mơ là những chương trình ý nghĩa của tổ chức đoàn đội trong đồng hành chăm lo các em thanh thiếu nhi trước thềm năm học mới. Được sự ủng hộ, tiếp sức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, qua mỗi năm chương trình có thêm nguồn lực giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, hoa phượng đỏ năm 2024, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã vận động hơn 500 triệu đồng để trao tặng hơn 120 phần quà và học bổng cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Trung, huyện Châu Đức. Duy trì nhiều năm qua, cứ vào dịp tháng 8, trước thềm năm học mới, đoàn cơ sở đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng dụng cụ học tập, học bổng cho học sinh các địa bàn nông thôn. Ba mẹ con làm công việc
trồng tiêu và con và gia đình con có một chiếc xe đạp cho chị con. Bây giờ con nhận được một chiếc xe đạp, con rất là vui, con cảm ơn các cô các chú nhiều. Triển khai mô hình rửa xe gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo từ giữa tháng 7 năm 2024 đến nay, đội hình tình nguyện tiếp sức đến trường của tỉnh đoàn đã thu về hơn 4 triệu đồng ủng hộ các em nhỏ đến trường năm học mới. Tụi em cũng sẵn sàng dầm mưa và dãi nắng để có thể hỗ trợ cho các em nhỏ đến trường. Khi tụi em thực hiện được một điều có ý nghĩa cho tất cả các em nhỏ cũng như là xã hội thì tụi em cảm thấy rất là vui. Từ tháng 7 năm 2024 đến nay, thông qua các chương trình, phần việc thanh niên, các cấp đoàn, hội, đội trong tỉnh đã vận động trao tặng gần 1.500 suất học bổng, hơn 1.700 phần quà là dụng cụ học tập, sách giáo khoa, hơn 300 chiếc xe đạp, tổ chức cắt tóc miễn phí cho hơn 1.000 lượt học sinh với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng. Các cấp, các ngành cũng như các doanh nghiệp cũng đã chung tay với tổ chức đoàn thanh niên các cấp thực hiện các phần việc cũng như thực hiện trong cái chương trình tiếp sức đến trường, hỗ trợ các em học sinh từ tiểu học cho đến trung học phổ thông nhằm giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn được thêm niềm tin để đến trường. Những việc làm tuy nhỏ nhưng kịp thời ý nghĩa của tổ chức đoàn đội đã tiếp thêm nghị lực và niềm tin cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến lớp, đến trường, qua đó thêu dệt ước mơ tốt đẹp trong tương lai. Tích trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu, đưa các vật dụng giá trị lên cao từ rất sớm để tránh thiệt hại là kinh nghiệm sống chung với lũ của người dân tại vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Nam. Nhờ sự chủ động này, những thiệt hại do mưa lũ gây ra đã giảm thiểu đáng kể. Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm như hiện nay là gia đình bà Tô Thị Thưởng tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũng như những hộ dân tại đây lại hoàn thành việc đưa thóc lúa, gạo muối, nước sạch, chất đốt và những vật dụng có giá trị lên nơi cao giáo. Kinh nghiệm sống chung với lũ trong nhiều năm qua đã tạo cho bà con sự chủ động, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để có thể sống chung với lũ dài ngày. Cái đào thông báo là bắt đầu mình lúa thác, đào mày, ố quần mày mùm cho mình chuẩn bị hết lên đi. Đồ đọt là mình cọc lại cho kỹ rồi mình đưa lên trên cô. Mà cũng cực lên đây thấp lục đồ đọt, ở đâu có giống sám đâu, sám đưa đi, không có người đưa đi, đó cực lắm. Nước coi như là cay mưa là vô rồi. Để sống chung với lũ, từ nhiều năm nay, khi xây dựng nhà cửa, các hộ dân đều tôn nền cao hơn so với mặt đường từ 1 đến 1 rưỡi. Gia đình nào có điều kiện thì xây nhà 2 đến 3 tầng, nhà không có điều kiện thì xây chòi tránh lũ. Bên cạnh việc chủ động tích trữ lương thực, hầu hết các hộ dân nơi đây đều sắm ghe thuyền để có thể di chuyển khi lũ lụt dài ngày. Nhiều hộ còn làm bè bằng các vật liệu dễ nổi như thùng phi, can nhựa để đưa đồ dùng vật nuôi lên. Với vùng thấp lũ nữa là nhà nó có heo là làm bè để đưa heo với hạt gò lên bè. Khi nước lên là bè nấu lên, khi nước hạ bè hỏi ở xuống. Mà bắt buộc phải làm, không làm là không có chỗ bắt kịp như heo là phải làm bè hết chứ. Mình cũng làm cái bè đó, cái mình lấy cái bích xi mình bỏ lên cho mình bỏ vật heo gà lên bích xi nó trong nổi lên luôn. Nó nổi lên trên đi nè. Dâng lên ạ, nước dâng lên lặn lên luôn. Sống chung với lũ là điều không ai muốn, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, người dân tại vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Nam không còn bị động mỗi khi lũ về. Nhờ đó thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra trong những năm gần đây được giảm thiểu đáng kể. Nhằm giúp tầm soát, phát hiện sớm các bệnh lý về tim ở trẻ để có phương án điều trị, can thiệp kịp thời, vừa qua tại thành phố Cần Thơ, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại chương trình, các bác sĩ đã khám và tư vấn tầm soát cho gần 100 trẻ từ 0 tới 15 tuổi có dấu hiệu mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh tim. Qua khám lâm sàng, các bác sĩ sẽ chỉ định khám chuyên sâu như siêu âm để xác định chính xác mức độ bệnh. Nhờ đó nhiều phụ huynh yên tâm hơn về tình trạng sức khỏe của con mình. Dạ, tại vì bé lúc nhỏ là đã bị tim rồi. Nên nó có gì là cứ đi khám thử rồi, coi bé còn sao rồi vậy đó. Và hôm trước là bé có khó thở tức ngực nên tôi có chở đi tới bệnh viện khám. Lý do là gia đình là ông nội cũng có tiền sử bị bệnh tim cũng khá là nặng nên là tôi muốn hôm nay tới đây để tầm soát thì yên tâm hơn. Theo ghi nhận, số lượng các bé bị bệnh tim được khám sàng lọc trong đợt này không nhiều so với những năm trước. Ý thức của bậc cha mẹ đối với trẻ bị bệnh tim được nâng lên nên trẻ được phát hiện và điều trị bệnh từ sớm. Từ 5-7 năm trở lại đây thì cái số lượng trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh nó đã giảm hẳn đi.
Do đó thì hội mời cái đoàn bác sĩ của khoa phẫu thuật tim trẻ em của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là mỗi năm về Cần Thơ là tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em. So với những năm trước thì cái độ tuổi mà để phát hiện trẻ bệnh của đợt này sớm hơn, có nghĩa là ba mẹ đã quan tâm đến cái sức khỏe của bé và phát hiện bệnh sớm hơn, thì điều đó sẽ góp phần cho việc điều trị các bệnh tim bẩm sinh nó sẽ hiệu quả hơn. Qua quá trình thăm khám, các bé bị nặng sẽ được các bác sĩ chỉ định can thiệp phẫu thuật. Đối với những trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo các địa phương sẽ hướng dẫn gia đình làm hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí. Sáng nay 18 tháng 8, Chùa Phật Tích tại thủ đô Viên Chăng, Lào đã diễn ra đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. Tham dự có các chư tăng, Phật tử cùng đông đảo người dân hai nước Việt Nam và Lào. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, trụ trì Chùa Phật Tích đã nhắc lại lịch sử nguồn gốc và ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ Vu Lan trong Đạo Phật. Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, trong dịp lễ Vu Lan năm nay, Chùa Phật Tích thiết lễ cúng dường trai tăng, dâng pháp y cầu quốc thái dân an, cha mẹ hiện tiền được tăng long phúc thọ và cầu siêu cho cha mẹ cửu huyền thất tổ được vãng sinh cực lạc. Lễ Vu Lan báo hiếu là nét đẹp truyền thống văn hóa tâm linh của mỗi người con đất Việt. Vào dịp này, trong lòng mỗi người, đặc biệt là những người con xa quê hương, đều thổn thức nỗi niềm mong muốn tri ân báo hiếu đến các bậc sinh thành. Trong khuôn viên chùa Phật Tích, đông đảo bà con kiều bào người Việt và Phật tử người Lào đã cùng tham gia những nghi thức truyền thống của Phật giáo Việt Nam và Lào, thành kính dâng hương tưởng nhớ đến công ơn của những bậc sinh thành. Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 150 suất quà cho những người dân Việt Nam và Lào bị khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn. Chuyển sang một số thông tin đang được dư luận quan tâm. Chiều nay, đồn biên phòng Cái Đôi Vàm, Bộ đội biên phòng Cà Mau cho biết đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ xử lý đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 17 tháng 8, tổ công tác của đồn biên phòng Cái Đôi Vàm đang tuần tra đến khu vực cầu Làng Cá, khóm 3, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, phát hiện đối tượng Hồ Trọng Nguyễn, sinh năm 1997, ở phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tổ công tác phát hiện trong người đối tượng có một bịch được quấn bằng băng keo đen, bên trong có hai túi ni lông màu trắng, có chứa các hạt tinh thể màu trắng đục và 5 viên nén dạng rắn màu xám, một viên bị vỡ đôi. Qua làm việc, đối tượng Hồ Trọng Nguyễn thừa nhận số tang vật nêu trên là ma túy, mua từ một người lạ mặt, chưa xác định danh tính ở thành phố Cà Mau, đưa về thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân thì bị phát hiện, bắt giữ. Rạng sáng nay 18 tháng 8, một xe giường nằm chở nhiều hành khách chạy trên quốc lộ 27C hướng Nha Trang đi Đà Lạt đã gặp tai nạn nghiêm trọng, rơi xuống vực trên quốc lộ 27C đoạn qua tỉnh Lâm Đồng. Xe khách biển số 51B29576 khi đến khúc cua trước cầu Đa Sa, xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thì bất ngờ chao đảo sang bên trái đường, tông vào hộ lan rồi lao xuống vực dưới cầu trước khi dừng lại. Vị trí này cách mặt đường chừng 5m. Hành khách trên xe hoảng loạn, la hét. Một lúc sau, nhiều người cùng tài xế đập kính cửa sổ phía sau xe, đưa hơn 10 người ra ngoài an toàn. Sau tai nạn, ô tô khách hư hỏng phần đầu xe, còn hành khách được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe để tiếp tục hành trình. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Hôm nay 18 tháng 8, Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là chị L, sinh năm 2001, quê Long An. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 17 tháng 8, nam thanh niên sinh năm 1994, quê Bạc Liêu, tìm đến phòng trọ của chị L ở phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên để tâm sự. Trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, nam thanh niên đã dùng dao đâm chị L, dẫn đến tử vong. Ngay sau đó, hung thủ tự tử nhưng chỉ bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an thành phố Tân Uyên đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam một giám đốc doanh nghiệp có hành vi trốn thuế.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Hới thi hành lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hải Cường, 48 tuổi, trú thôn Tân Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về hành vi trốn thuế. Theo kết quả điều tra, ông Nguyễn Hải Cường là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Cường, ngành nghề kinh doanh chính là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Trong các năm 2022 và 2023, ông Nguyễn Hải Cường cung cấp dịch vụ ăn uống và lưu trú cho khách hàng trong và ngoài tỉnh, nhưng không ghi chép trong sổ sách kế toán. Các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, tổng số tiền bán hàng là hơn 8 tỷ đồng nhằm mục đích trốn thuế. Hành vi này đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Trong phần tiếp theo của chương trình, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin tiếp tục được ân xá, kết thúc bản án tù một năm. Bolivia biểu tình do giá lương thực tăng cao và thiếu hụt nhiên liệu. Hôm nay 18 tháng 8, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đã được ân xá và kết thúc bản án tù một năm của mình. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin. Theo ông Tawi, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được ân xá theo một sắc lệnh của Hoàng gia, ban hành nhân dịp sinh nhật của nhà vua Rama X hôm 28 tháng 7 vừa qua. Theo đó, ông Thaksin nằm trong số 7.500 tù nhân được Hoàng gia ân xá. Cựu Thủ tướng Thaksin trở về Thái Lan vào ngày 22 tháng 8 năm 2023 và ngay lập tức bị tuyên án 8 năm tù giam. Khoảng hơn một tuần sau đó, bản án tù của ông Thaksin đã được giảm xuống chỉ còn một năm theo sắc lệnh ân xá của Hoàng gia Thái Lan. Đến ngày 18 tháng 2 vừa qua, sau khi hoàn thành 1/2 bản án tù, ông Thaksin đã được xét duyệt đủ tiêu chuẩn thực hiện nốt bản án tù theo hình thức là tù treo. Cục Cải huấn Thái Lan mới đây cho biết bản án tù treo của ông Thaksin sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8 tới, sau đúng một năm ban hành sắc lệnh ân xá. Tuy nhiên, với sắc lệnh ân xá lần thứ hai này, cựu Thủ tướng Thaksin sẽ được trả tự do ngay vào ngày 18 tháng 8, thay vì phải đợi đến hết tháng 8. Thông tin ông Thaksin kết thúc bản án tù treo được công bố chỉ một ngày sau khi con gái ông, bà Petongtan, được bầu làm thủ tướng thứ 31 của nước này. Tại Ấn Độ, các bệnh viện và phòng khám ở nhiều nơi đã đình công và từ chối tiếp nhận bệnh nhân trừ trường hợp cấp cứu nhằm phản đối vụ nữ bác sĩ bị cưỡng hiếp và sát hại. Dự kiến sẽ có hơn 1 triệu bác sĩ tham gia cuộc đình công này. Điều này đồng nghĩa với việc các dịch vụ y tế tại quốc gia đông dân nhất thế giới có thể bị tê liệt. Làn sóng đình công bắt nguồn từ việc tuần trước, một bác sĩ thực tập 31 tuổi đã bị hãm hiếp và sát hại bên trong trường cao đẳng y khoa RGK ở Kolkata, nơi nữ bác sĩ này làm việc. Theo tuyên bố của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, cuộc đình công bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng ngày hôm qua, 17 tháng 8, và việc đình công đã làm gián đoạn các cuộc phẫu thuật cũng như các buổi tư vấn ngoại trú. Khoa cấp cứu đang hoạt động cho tất cả các bệnh nhân cấp cứu và cấp tính. Các dịch vụ cấp cứu chưa bao giờ bị đình chỉ. Các khoa cao hơn của chúng tôi đang điều hành khoa cấp cứu. Khoảng 50.000 bệnh nhân đến đây mỗi ngày để điều trị tại khoa ngoại trú. Mọi người đến đây từ những nơi xa xôi và đang gặp rất nhiều khó khăn. Không có ai ở đây. Các bác sĩ nói rằng họ sẽ đình công vô thời hạn và chúng tôi không biết khi nào khoa sẽ mở cửa trở lại. Chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi các bác sĩ trở lại làm việc vì lợi ích công cộng và hứa sẽ thành lập một ủy ban để đề xuất các biện pháp cải thiện, bảo vệ cho nhân viên y tế. Sau vụ cưỡng bức tập thể ở Delhi năm 2012, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra những thay đổi đối với hệ thống tư pháp hình sự. Tuy nhiên, các nhà vận động cho rằng những thay đổi này vẫn chưa đủ để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ tại quốc gia Nam Á này. Còn tại Bolivia, người dân nước này đã xuống đường ở thủ đô La Paz để bày tỏ sự bất bình trước thực trạng giá lương thực tăng cao, thiếu hụt nhiên liệu và đồng đô la vốn đã tồn tại từ nhiều tháng qua. Đoàn người biểu tình hô vang khẩu hiệu và đập song nồi trên đường phố, kêu gọi chính phủ tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế của quốc gia nằm trên dãy Andes này. Không có gì để ăn, không có việc làm, không có thực phẩm, mọi thứ đều tăng, nhu cầu cơ bản tăng vọt và tiền lương thì không đủ. Đó là lý do tại sao chúng tôi biểu tình. Thiếu nhiên liệu, hàng dài người xếp hàng tại các trạm dịch vụ và các công ty vận tải liên tục khiếu nại, khiến dân chúng ngày càng bất bình. Kể từ năm 2023, các giao dịch bằng đô la ở Bolivia thường bị gián đoạn, gây thiệt hại cho một số lĩnh vực. Các tổ chức ngân hàng địa phương đã áp đặt các hạn chế đối với các giao dịch tài chính được thực hiện bằng đô la, dẫn đến sự xuất hiện của thị trường chợ đen.
Hôm qua 17 tháng 8, bão Ernesto đã đổ bộ vào vùng Bermuda, vùng lãnh thổ của Anh trên Đại Tây Dương, kèm mưa to và gió lớn khiến phần lớn vùng này bị mất điện. Công ty điện lực Benco của Bermuda cho biết, bão Ernesto đã khiến gần 26.000 khách hàng rơi vào cảnh mất điện, chiếm hơn 70% số khách hàng của công ty. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều cây cối bị đổ, chắn ngang đường dây điện bị đứt, hỏng và các tuyến đường bị ngập. Sân bay quốc tế LF Gate của Bermuda tiếp tục đóng cửa trong ngày 18 tháng 8. Tuy nhiên, giới chức Bermuda cho biết chưa phát hiện sự cố hoặc thiệt hại lớn đối với người và tài sản do bão Ernesto gây ra. Hiện bão đang di chuyển hướng về miền đông Canada, dự kiến đổ vào tỉnh Newfoundland, miền đông nam của nước này vào tối ngày 19 tháng 8. Liên quan tới dịch đậu mùa khỉ xảy ra tại khu vực châu Phi, hôm qua Cơ quan Y tế Liên minh châu Phi cho biết, tính từ thời đầu năm tới nay đã ghi nhận hơn 18.700 ca nghi mắc đậu mùa khỉ, trong đó có tuần ghi nhận tới 1.200 ca. Đây là số ca nghi mắc hoặc mắc 3 biến thể của virus gây bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có biến thể 1B mới nguy hiểm hơn và dễ lây truyền hơn. Đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ do biến thể này gây ra đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất của cơ quan này vào ngày 14 tháng 8 vừa qua. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, đến nay, châu lục này có hơn 3.100 ca được xác nhận là mắc bệnh và hơn 15.600 ca nghi mắc tại 12 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Phi với 541 ca tử vong. Quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi biến thể 1B được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2023. Tất cả 26 tỉnh ở Cộng hòa Dân chủ Congo đều đã phát hiện các ca mắc bệnh. Trong tuần này, các ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên bên ngoài châu Phi cũng đã được phát hiện ở Thụy Điển và Pakistan. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ sớm công bố các khuyến nghị đầu tiên của Ủy ban Khẩn cấp và mới đây đã cùng với các tổ chức phi chính phủ cũng kêu gọi tăng cường sản xuất vaccine để phòng ngừa. Phần cuối chương trình như thường lệ là các thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 18 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Ngày 19 đến ngày 20 tháng 8, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 65%. Sau đây sẽ là chi tiết thời tiết cho các vùng trên cả nước. Và những thông tin thời tiết này cũng sẽ khép lại bản tin Nhịp sống hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa đêm nay và chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.